Đi con, đi xa. Để đi, đi cho lẹ, muốn lên. Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Mình mới vừa đi làm về các bạn. Đi làm về là việc đầu tiên của mình á là đi thả Isa liền các bạn. Tự vì hôm nay không có ai ở nhà hết á, mình đi làm từ lúc 7 giờ mấy sáng mà mình về tới nhà là 5 giờ chiều, cũng tội lắm, nguyên cả ngày ở trong nhà. Cho nên về là mình dẫn Isa đi liền nè các bạn. Hôm nay á các bạn, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của Isa với gia đình mình á. Hôm nay là 22 tháng 8, là cách đây 7 năm á, là năm 2017 á. Ngày 22 tháng 8 là cái ngày Isa về với gia đình mình đó các bạn. Cho nên là luôn luôn nhớ cái ngày hôm nay là ngày ngày đặc biệt của Isa với gia đình mình. Isa tới đây. Isa. Dễ thương không? Biểu tới là tới liền hả? Hả? Biểu tới là tới liền hả? Rồi đi 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 con. Đi. Isa cứ đi chút xíu là ngồi xuống chờ má. Cứ đi một chút là chờ. Đó, ngồi chờ đó. Isa. Isa. Nè. Đó đó, món khoái khẩu đó, ngon quá hả? Có món khoái khẩu á. Isa đó các bạn, cách đây 7 năm là năm 2017 đó, là đúng ngày hôm nay luôn nè, 22 tháng 8 á là Isa về nhà mình đây. Cái cơ duyên để Isa về tới nhà mình là như vậy nè các bạn, là Kim Ly á, gái út của mình á, thích nuôi một con chó dữ lắm, xin hoài à. Nhưng mà lúc đó mình với ông xã mình không chịu, là mình có cái lý do như vậy nè các bạn. Ra đây con, đem banh lên rủ chơi đó, đó có cái lý do như vậy nè các bạn. Tự vì gia đình mình á, với gia đình ông xã mình đều ở xa hết, gia đình mình thì còn ở Việt Nam, còn gia đình ông xã mình thì ở bên Úc, cho nên mỗi lần mà đi thăm á thì mất cũng phải vài tuần.
Cho nên mình nghĩ nếu mà mình đi vậy thì ai coi chó cho mình, cho nên nhất định không chịu. Nhưng mà sau đó đó, con có thích quá, với lại con nó nói là lớn lên đó, nó muốn làm bác sĩ thú y các bạn, bác sĩ chữa bệnh cho chó mèo. Thì mình mới nói nếu mà con á mà muốn thành bác sĩ thú y á thì con phải học cho giỏi, thì con mới lên được cái trình độ đó thì mới sau này mới lên học đại học được. Thì mà đừng con tí xíu nữa chơi. Thì lúc đó mà để khuyến khích cho con nó học á thì mình có hứa, mình hứa là nếu như mà con học á, mà con, tại vì ở Hà Lan đó các bạn, nếu muốn ra bác sĩ thú y á thì phải học đại học. Thì á, cái kiểu chia cái cấp bậc học của Hà Lan nó như vậy nè, khi mà học xong tiểu học á là người ta chia luôn, người ta chia luôn theo cái trình độ là lên trung học á là sẽ theo học cái cấp cấp độ nào. Nếu như mà học cái học lực mà giỏi á thì sẽ được lên cái trình độ là PVO. PVO đó đó thì học 6 năm trường trung học, sau 6 năm mà thi đậu rồi á thì ra thì mới được vô đại học. Cho nên là mình khuyến khích con á theo cái trình độ là PVO đó. Cho nên mình cứ hứa với con á, nếu như con học xong tiểu học mà con được lên trung học với cái trình độ PVO đó thì má thưởng. Thì mình lúc mà con được thì mình phải hứa, mình giữ lời hứa. Thì mình còn nhớ lúc đó là 2017 á, đi qua thăm ông bà nội ở bên Úc á, thì không biết con tìm đâu ở trên internet đó, con biết là mình giữ lời hứa cho nên là con sẽ được. Con tìm tòi, con tìm tòi thì ra Isa, ra một cái hình ba chị em của Isa. Isa là Úc, Isa chút chéo chiều treo à các bạn. Cái hình nó có ba chị em mà người ta nói là ta còn hai con, cái lứa đó là có ba chị em. Xong rồi cái Isa, Kim Ly chọn Isa rồi. Mà nói thiệt đó các bạn nha, khi mà mình nhìn hình á mình không mấy gì thích các bạn, cả ông xã mình cả mình đều không thích hết. Thì nhưng mà con nó thích quá thì mình cũng nói là ok, chừng nào mình về lại Hà Lan thì mình sẽ lên mình coi em. Thì gọi điện làm cái hẹn. Thì mình nhớ là ngày 21 Tây á, và là về tới Hà Lan. Thì lúc đó gọi điện cho họ thì họ nói là ngày 22 Tây là có thể gặp để mà coi Isa được rồi đó. Thì trên đường mà lái xe từ nhà mà tới cái chỗ mà người ta bán chó mèo đó các bạn, thì mình mới dặn Isa, mình mới dặn Kim Ly á là con coi hình thì con coi, nhưng mà lên tới nơi á thì con phải coi cái cảm giác của con nữa, con phải có cái cảm giác là con có thích cái con chó đó không. Trên đó nó nhiều chó lắm thì con cứ từ từ coi, chứ không phải là con thấy cái hình đó con thấy con chó đó là tới, con nhất định con phải chỉ cho được con chó đó. Con cứ từ từ nha, đi lên tới nơi thì có nhiều chó thì con cứ từ từ con nhìn đi, rồi con cảm giác con thương cái em nào nhất thì con mới đem em đó về. Mà mấy bạn biết không, lên tới nơi á bà lùng này nè khôn lắm, không biết làm sao á, có duyên hay sao á, đi theo, cứ đi theo Kim Ly hoài. Cái Kim Ly nhất định ôm ôm nói má mà con muốn em này à, con không muốn em nào hết á, mà trong khi á, mình nhìn nó có nhiều con chó khác nó đẹp lắm các bạn. Cái mình thích mà Kim Ly nó không, con chỉ thích em này à. Mà không phải là mình chê Isa xấu các bạn, mà tự vi như vậy nè, Isa nhỏ nhất trong cái đám đó, cái mình sợ là cái sức khỏe không tốt đó, mình sợ là sức khỏe không tốt. Cho nên mình cứ muốn Kim Ly lựa một cái con khác nó nhìn nó khỏe mạnh hơn. Nhưng mà làm như nó đủ duyên các bạn ơi, Isa cứ đi theo Kim Ly, rồi Kim Ly cứ ôm Isa nói con muốn em này thôi.
ta rồi thôi ok là đem em về. Các bạn chưa từng thấy đâu, Kim Ly cái mặt nó tươi ơi là nó tươi, mừng lắm các bạn, mừng lắm. Vậy đó, thì đúng ra là Isa là của Kim Ly đó các bạn, nhưng mà từ từ nó về nhà mình. Thì cái câu mà nói là càng nuôi càng thương là nó đúng á các bạn. Càng nuôi càng thương. Bây giờ cả ba, cả má, cả chị gì, cả nhà, mấy chị đều thương hết, thương Isa lắm. Rồi, vậy nha các bạn, mình kể một chút cái câu chuyện là Isa về nhà mình. Isa tới đây không? Isa, qua đây. Nằm hồi nãy giờ để chờ chơi banh đó các bạn. Các bạn coi nè. Đó, ôm chơi banh nằm chờ nãy giờ đó. Isa có chào ông bà. Con chào ông bà, các bác, các cô, các chú. Đó, các anh chị đã thương yêu em. Isa có xin like không? Con xin các ông bà, các cô, các chú, các anh chị cho Isa một like. Buồn ngủ rồi, ôm chiếc banh mà chờ riết buồn ngủ. Đi, đi ra chơi. Đây, các bạn thấy không? Nghe kêu đi ra chơi là đi liền. Đó, đó. Cuộc đời của Isa chỉ vậy thôi, chỉ biết chơi banh thôi. Bây giờ là mình sẽ thử đem cái dĩa bánh ướt hồi trưa hôm qua mình làm, tới bây giờ coi thử nó còn mềm hay không. Bây giờ đã 6 giờ chiều rồi, 6 giờ chiều mà hôm qua mình làm là để ăn trưa đó. Hơn một ngày nha các bạn, để mình coi cái thử là cái bánh nó còn mềm hay không. Isa sủa. Isa, Isa. Ê. Đó là đó là. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem cái bánh ướt ngày hôm qua nha các bạn nha. Đây các bạn nè, dính mấy cái hành phi hôm qua đó, ăn bao nhiêu còn bao nhiêu mình để lại đây các bạn. Các bạn coi nè, nó vẫn mềm, không bị khô cứng các bạn. Cái bánh này không bị khô cứng. Mình ăn thử ha. Vẫn còn mềm. Nhưng mà để mà ngon á thì lúc nào cũng phải hâm nóng lại các bạn. Giống như mình ăn cơm nguội vậy đó, cũng phải hâm nóng. Rồi muốn để nguội ăn thì ăn. Các bạn á, có thể hâm nóng á, bằng lò vi sóng nha các bạn. Hoặc là các bạn hấp. Và còn một cách nữa. Một cách nữa là các bạn lấy cái chảo á các bạn. Xong các bạn trét một lớp dầu rất là mỏng, giống như mình đổ bánh cướp, bánh ướt vậy đó. Trét mỏng thôi, không cần nhiều dầu. Để cho ăn đỡ ngán thôi. Ai muốn cho dầu nhiều chút cũng được, mà mình thì mình cho một lớp rất là mỏng. Xong mình cho bánh cuốn lên. Mình để cho nó vàng vàng cái mặt một mặt, rồi cái mình trở lại cái mặt sau. Trở lại mặt khác, mình làm thêm mặt nữa. Mình ăn cái đó hơi giống bột chiên đó các bạn, cũng rất là ngon. Và mình xin được kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mến chúc các bạn cùng gia đình được nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay là ngày đặc biệt của Isa. Nếu các bạn yêu quý Isa, xin cho Isa một like. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.